Dạ con thưa cha, con được ba ơn ạ. Ơn thứ nhất là ơn của con. Con là con bị thoái hóa 6 đốt cuộc sống ở 3 đốt sống cổ, rồi con viêm đa khớp hết toàn thân, con là bị bệnh hết. Thế năm ngoái con gái con mới cho con vào lòng thương xót của Chúa, thì cha đặt tay cho con thì con về con khỏi ngay ạ. Ơn thứ hai thì con gái con bị bệnh ung thư đại tràng, thì tháng 4 vừa rồi là cháu mổ ở bệnh viện ca Hà Nội, thì con cũng nhắn tin cho cha thì cha cầu nguyện cho, thì cha mổ của con cái con thành công và nay con đã được bình an khỏe mạnh ạ. Dạ ơn thứ ba là ơn của chồng con. Chồng con thì là chạy xe, thì không may hôm ấy thì con đang chạy xe xuống dốc thì bị đứt thắng xe, thế là xe cứ trôi đi thôi, thì nhà con cứ tí thác vào Chúa này, Chúa cứu con, thì nhà con mới không có chỗ nào để mà dừng lại được, mà chỉ có quầy để cho họ chạy, cho họ tránh mình thôi. Thì bên đường thì còn may quá lại có một cái mấy cây to, thì nhà con mới dò xuống đấy, thì bảo thôi lại Chúa con cho con được sống thì con sống thôi. Thì dò xuống đấy thì cái đầu xe mới dừng lại được, thì nó díp hết vỡ tan nát kính vào hết người mặt mũi nhà con. Thì nhà con mới họ mới đưa đi cấp cứu, thì lại chú nhà con là nhà con bằng an mạnh khỏe, mà giờ thương yêu vợ con này, gia đình hạnh phúc ạ. Dạ con có và bà chị con cũng nhiều bệnh lắm, thì chị con cũng gửi thư để gửi phong bì để rồi tôi gửi cho con cái cuốn tập san tâm thư lòng nhân đạo của cha nha. Rồi xin chú chúc lành cho con. Thương chị em, có những người vì họ phải về gấp mãi ngoài miền Bắc xa xôi, cho nên là tranh thủ một phút để mà làm chứng cho Chúa. Bây giờ mỗi anh chị em ngồi suy nghĩ lại coi, trước biết bao nhiêu nhân chứng như vậy, mắt đức tin mình đã mở ra chưa? Mắt tâm hồn của tôi đã mở ra để thấy được quyền năng và lòng thương xót của Chúa chưa? Hay là vẫn còn mù tối trong sự nghi ngờ, trong sự nghi nan, trong sự nghi kỵ, trong sự cố chấp, trong cái thành kiến của tôi, mà không nhận ra Chúa đang đứng ngoài cửa, Chúa đang gõ cửa lòng tôi, Chúa đang nói như là người mù, con muốn ta làm gì cho con? Và tôi trả lời, tôi chả muốn Chúa làm gì cho tôi cả, cứ để tôi làm gì theo ý tôi kệ tôi. Mắt tâm hồn tôi vẫn còn mù tối, không còn nhận ra Chúa và cũng chẳng nhận ra anh chị em của mình, không nhận ra những chứng nhân Chúa đã gửi đến hàng ngày cho tôi, dấu chỉ của quyền năng lòng thương xót Chúa. Amen.